Ngày 2 tháng 11, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 10 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp. Dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kết luận, chỉ đạo một số nội dung quan trọng. Trong đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động tham mưu để nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Các cơ quan tố tụng phải đảm bảo tiến độ điều tra xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực và của Ban Thường vụ Thành ủy đồng chí nguyễn văn nên cũng giao ban nội chính thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi đôn đốc tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong công tác giám định định giá tài sản phục vụ cho công tác xác minh điều tra các vụ án vụ việc đồng chí cũng lưu ý đối với các yêu cầu giám định định giá còn tồn động thuộc trách nhiệm của bộ ngành và các tỉnh thì cần chủ động báo cáo đề xuất ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực ban nội chính trung ương để chỉ đạo